bằng Blogspot. Đầu tiên đây thì Việt Nam thì các bạn cần phải có một cái tài khoản blogger từ trang blogger.com. Ở đây thì bước đầu tiên đăng ký tài khoản thì các bạn phải đăng ký một tài khoản. Ở đây tôi đã có một tài khoản rồi. Và với mỗi user thì blogger cho phép các bạn có thể có nhiều trang blog khác nhau. Thì ở đây là tôi có, như các bạn thấy tôi có 500 blog. Và để cho các bạn xem hình dung như thế nào thì dài menu, đây là hình ảnh, đây là những bài viết, vừa là năm bài viết, còn phía bên đây là những cái như ở đây là danh sách những cái website liên kết. Đây là liên kết Yahoo, Fanpage, tổng số lượng truy cập các bài đăng lên đây là liên kết. Cũng như vậy tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện trong cái bài viết này. Đầu tiên thì các bạn có thể nhìn thấy trang blogger là con số những cái cũng như sau. Thì ở đây là blog mới, tức là cho phép các bạn tạo một cái blog mới. Chủ đề thì chạy ra đây, chủ đề tôi là thì ở đây tôi sẽ đặt trang cái địa chỉ trang blog của chúng ta. Thì cái địa chỉ này không yêu cầu là phải quá cầu kỳ hay gì hết, tức là chúng ta đặt cho địa chỉ như sao mà phù hợp với chủ đề để cho người dùng thử vô việc tìm kiếm. Đây chúng ta khác là trang da và chúng ta tạo blog. Blog có được khởi tạo từ ban đầu là những trang blog thì nó sẽ chưa có gì hết. Đây chúng ta bắt đầu điều chỉnh đó. Các bạn thấy là ở đây là những cái mục, cái danh mục và blogger hỗ trợ chúng ta để chúng ta hỗ trợ chúng ta cho chúng ta điều chỉnh trang blog của mình. Ở đây đầu tiên thì chúng ta sẽ cài đặt cái giao diện, thì có thể là mẫu. Ở đây các bạn có thể thấy những cái giao diện ở đây là có sẵn, có thể áp dụng blog của mình tại đây. Hoặc là các bạn có thể vào trang, một số cái trang để tìm cái trang blog của mình. Ở đây tôi giới thiệu các bạn trang bitmap. Đây các bạn down số cái giao diện mẫu ở đây, tìm kiếm ở đây. Ví dụ như tôi sẽ down cái blog, cái giao diện này. Ở ngoài màn hình thì tôi đã có sẵn cái file này và đã chạy nén rồi. Thì hiện giờ chúng ta sẽ up cái file cpin.html này lên. Rồi. Chúng ta vào mặt vào một sao view và khôi phục. Đẩy lên. Cho phép chúng ta có thể hiện trực tiếp trong cái trang này. Ở chúng ta thấy số những cái gì không cần thiết là xóa bớt ở bên hàng này, xem họ cho xóa đi. Đó. Cho nên là
post HTML này. Các bạn sẽ chọn em đây và chọn home. Xóa hết. Tìm cái hình ảnh này trong cái đoạn tìm nó có được chúng ta phải rồi thì cái hình ảnh này có cái đoạn chạy dưới đây có đây đoạn có ở đây thì chúng ta thấy là ở đây có tăng cộng hình ảnh tổng thành có một hàng ngang dưới này đi. Cái đoạn chữ này là cái là cái đoạn mình thấy này.
bốn cái từ khóa liên quan là được rồi. Nám da này là không phải là in đậm mà có những cái linh ẩn của trang này, ví dụ ở đây tôi đã một cái đẹp da nám da mặt tay một cái nick vào đây thì nó sẽ là những cái trang của nó. Thì nếu các bạn thích cái hình ảnh như vậy còn không á, các bạn xóa cái nám da đi thì liên kết tự động sẽ bị xóa đi. Cái link cho thì mình đi khám này, lúc nãy ta đã nói trước rồi, ta nói tôi sẽ cài đặt fanpage Facebook và Yahoo chat. Thank you.
ra. Fanpage của trang này cảm ơn Thái và mình chưa có, cho nên chưa tiện ép vào đây. Các bạn có thể tham khảo thêm những người khác để giới thiệu những đoạn clip giúp các bạn kịp kế lên mạng và bác bạn thì các phần hướng dẫn của tôi đến đây.